Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 101 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe. Tử Dạ Thương Long nhìn tại phía xa vô tận, trong ánh mắt hiện lên một tia lệ mang, trầm giọng nói: thời gian tới lúc không gian thời không loạn lưu biến mất còn có một năm nữa thôi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải tử thủ tại Đại Thần Thiên Giới. Tất cả mọi người đều biết, có được Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng cũng có nghĩa có thể nắm trong tay tất cả pháp tắc tiềm tại trong Nguyên Thủy Vũ Trụ, trở thành trưởng khống giả của Nguyên Thủy Vũ Trụ. Bây giờ không gian ngăn cách băng hủy, có thể xúc phát loạn chiến. Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng cuối cùng trở thành vấn đề quan trọng nhất hiện nay. Tử Dạ Thương Long mặc dù không có ý tranh đoạt, nhưng cũng không thể để Thần Thiên Bảng rơi vào bất kỳ ai trong số ba chủ thần còn lại. Sau đó, Tử Dạ Thương Long sử dụng thần niêm lệnh cho tứ đại nguyên lão từ trong tiểu vũ trụ xuất ra 200 vạn binh lực hướng tới Đại Thần Thiên Giới, ngăn cản sự công kích của tam giới. Tuy nhiên, số binh sĩ này trong chiến đấu khó có thể khiến bất cứ một chủ thần nào cũng để vào mắt. Dù sao cuộc chiến chúng thần là quyết đấu giữa tứ đại chủ thần, cho nên Tử Dạ Thương Long thực sự quan tâm chính là thực lực hiện tại của tam đại chủ thần kia. Cuộc chiến này cách lần trước đã vô số diễn kỷ, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, nguyên tố pháp tắc cùng vận dụng cầm thuật của Tử Dạ Thương Long đã tăng lên rất nhiều, nhưng không biết ba vị chủ thần còn lại hiện giờ đã cường đại đến mức nào. Cho dù là trong cuộc chiến chúng thần lần trước, thì cực hạn của chiến thần cũng đã là 300 lần chiến thần quyết, là cảnh giới cao nhất, bây giờ đã sớm không thể so sánh. Phía trước Thiên Long Điện, U Minh Nguyên Lão dẫn theo Dương Hy Thiên cùng Hiên Tuấn Khanh từ trong điện đi ra. Hơn 1.000 năm, hai người đã lĩnh ngộ sâu sắc với tinh thần lạc ấn của tà thần, hôm nay đã đạt tới hoàn hư hậu kỳ, đối với lĩnh vực cấm thuật cũng tăng lên một tầng. Hôm nay nguyên thủy trục tâm băng hủy, cho nên tứ đại nguyên lão cần bọn họ đái lĩnh binh đội tà thần giới. Dù sao trên phương diện này, hai người cũng đã có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Song cũng vì đại chiến sắp bắt đầu, cho nên Tử Dạ Thương Long phân phó Kim La Nguyên Lão đưa Lâm Vũ Chân cùng Tử Băng Linh tới Phong Tà Phong Thành tại Thương Thần Tinh Hệ. Cũng là vì bảo vệ các nàng không phải chịu sự ảnh hưởng của trường loạn chiến này. Sau khi an bài tất cả, Tử Dạ Thương Long cũng có thể yên tâm mà quyết một trận sinh tử. Bên trong Bát Thần Vũ Trụ, Tần Vũ vẫn lặng yên đứng tại trung tâm vũ trụ, cảm nhận sự kỳ diệu của lực lượng thiên nguyên tố pháp tắc. Trải qua hơn 1.000 năm tìm hiểu, Tần Vũ đối với trình độ điều khiển thiên nguyên tố pháp tắc cũng không ngừng gia tăng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng loại lực lượng này bao phủ toàn bộ vũ trụ, phảng phất tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của nó, cũng như theo nó mà vận chuyển, sáng tạo vũ trụ. Cho dù là tứ đại chủ thần thì phương pháp cũng có khác biệt. Tuy nhiên, có một điểm mấu chốt giống nhau, đó chính là từ trong nguyên thủy vũ trụ hình thành pháp tắc của chính mình, sau đó trở thành trưởng khống giả của phiến tinh vực. Thế nhưng hơn 1.000 năm tĩnh tu, Tần Vũ đã dần phát hiện ra muốn cải tạo lại pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ thì khả năng phải cực kỳ cao thâm. Có điều cho dù là cải tạo như thế nào cũng phải bắt đầu từ pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ, từ đó mà diễn hóa ra. Điều này lại càng khiến cho Tần Vũ khiếp sợ và nghi hoặc. Cũng có thể nói rằng, ở bên trong pháp tắc do chính mình cải tạo thì sự hạn chế đối với bản thân sẽ yếu bớt, ngược lại đối với các chủ thần thì sự hạn chế đó sẽ tăng lên. Dù sao nguyên thủy vũ trụ cũng là tự nó tồn tại, không thể nào một lần nữa sáng tạo ra pháp tắc, chỉ có thể sau khi khai tích miễn cưỡng tiến hành cải tạo. Nhưng thiên nguyên tố pháp tắc lại không nằm trong quy luật đó. Việc này cũng khiến Tần Vũ suy nghĩ rất nhiều. Một ngày kia, Tần Vũ tự nhiên cảm giác được nguyên thủy trục tâm băng hủy, nhưng chuyện này vốn đã dự tính trước, cho nên cũng không thể gây gợn sóng trong tâm cảnh của hắn. Tần Vũ vẫn như trước đang cảm nhận loại lực lượng nắm trong tay cả vũ trụ này. Lúc này Bát Thần Vũ Trụ tất cả đều nằm trong tay của Tần Vũ, dù là pháp tắc vận chuyển hay không gian dao động cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, tất cả tinh cầu trong Bát Thần Vũ Trụ đột nhiên thay đổi quỹ tích chuyển động, từng đoàn tinh vân phía xa xa hoàn toàn thay đổi theo ý nghĩ của Tần Vũ. Hiện tại Tần Vũ, Bát Thần Vũ Trụ cùng với trời đất dung hợp là một, không gian dung chuyển và biến ảo đều mang lại cho hắn một cảm giác rất kỳ diệu. Ông thân thể Tần Vũ chợt rung động,
Đôi mắt vốn nhắm lại ngàn năm nay đột nhiên mở rộng, bắn ra hai tia sáng kinh người vào phía sâu vô tận trong vũ trụ. Đó là ánh mắt của Tần Vũ. Hắn rõ ràng thấy được toàn bộ sự biến đổi của vũ trụ. Vô số tinh cầu dựa theo bố trí quý tích của Tần Vũ mà vận chuyển. Ánh mắt Tần Vũ lạnh lùng quan sát sự chuyển động của cả vũ trụ, liền nói: "Là thiên nguyên tố pháp tắc vận chuyển ư?" Khởi nguyên của bát thần vũ trụ cũng là từ tinh thần biến pháp quyết mà biến đổi. Tuy nhiên, vũ trụ này cũng không phải tuyệt đối là hoàn mỹ. Hôm nay Tần Vũ đang tìm hiểu thiên nguyên tố pháp tắc, chợt phát hiện trong vũ trụ có chỗ chưa hoàn hảo, tại một nơi không gian bị bóp méo. Tần Vũ khẽ giơ hai tay lên, ngón tay xòe ra uyển chuyển như cánh hoa đung đưa trong gió, thật khó có thể tả. Nhưng từ những động tác này, từ rất sâu trong bát thần vũ trụ lại có sự thay đổi rất nhỏ. Bây giờ Tần Vũ giống như một đại sư điêu khắc. Thiên nguyên tố pháp tắc chính là chiếc đục tỉ mỉ từng chút một điêu khắc bát thần vũ trụ. Quy luật vận chuyển các tinh cầu, sự chuyển động của không gian hay tỷ lệ hỗn độn vật chất, hết thảy đều từ trong tay Tần Vũ mà thay đổi. Ước chừng sau 3 canh giờ, Tần Vũ đột nhiên thở dài một hơi, nét mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Lúc này nhìn lại bát thần vũ trụ, mặc dù không có thay đổi quá nhiều, nhưng mang lại cho người ta một cảm giác hoàn toàn khác lạ. Hết thảy đều hài hòa tự nhiên mà hình thành. Tuy nhiên tại lúc này, Tần Vũ ở trong bát thần vũ trụ lại khẽ nhíu mày. Tại sao lại quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ... Sau khi diễn hóa hoàn toàn bát thần vũ trụ, Tần Vũ cảm giác được một sự tinh tường kỳ lạ. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện bát thần vũ trụ cư nhiên lại giống với nguyên thủy vũ trụ đến như vậy, không khỏi có chút khó hiểu. Chỉ trong tích tắc sau, bảy đạo quang ảnh xuất hiện xung quanh Tần Vũ. Bảy nguồn năng lượng thuộc các nguyên tố khác nhau phả vào mặt Tần Vũ. Nét mặt Tần Vũ hòa hoãn, cười lạnh nói: "Hơn 1000 năm qua, ta tạ các ngươi." Quang ảnh màu vàng hắc nhiên cười nói: "Không có gì, nếu nó đa tạ phải là chúng ta mới phải. Đợi nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục cũng đã gần tới cảnh giới đại thành rồi." Tần Vũ sắc mặt khẽ biến, khó hiểu hỏi: "Đại thành cảnh giới ư?" Bảy đạo quang ảnh không hẹn mà cùng gật đầu, đột nhiên quỳ xuống hô: "Cung nghênh bát thần xuất thế." Tần Vũ trợn tròn mắt, đứng bật dậy quan sát bảy đạo quang ảnh lẩm bẩm: "Bát thần?" Quang ảnh màu lam gật đầu nói: "Chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện ra sao? Nếu nơi đây là bát thần vũ trụ, cũng có nghĩa phải tồn tại bát đại nguyên tố chủ thần, mà ta chính là thủy nguyên tố pháp tắc chi thần." Quang ảnh màu bạch kim nói: "Ta là lôi nguyên tố pháp tắc chi thần." Quang ảnh màu xám tiếp lời: "Ta là trạch nguyên tố pháp tắc chi thần." Quang ảnh đỏ rực nói: "Còn ta chính là hỏa nguyên tố pháp tắc chi thần." Quang ảnh màu xanh nhạt nói: "Ta là sơn nguyên tố pháp tắc chi thần." Quang ảnh màu tím xanh nói: "Ta là phong nguyên tố pháp tắc chi thần." Quang ảnh màu vàng lớn tiếng nói: "Ta là diễn hóa vạn vật địa nguyên tố pháp tắc chi thần. Trước khi ngươi tới đây, ta là lãnh đầu bát thần vũ trụ. Nhưng bây giờ, ha ha, xem ra không phải nữa rồi." Địa nguyên tố pháp tắc mặc dù có thể diễn hóa vạn vật, nhưng nó rốt cục cũng không cách nào điều khiển cả thiên địa vũ trụ. Giờ khắc này, nét mặt Tần Vũ cực kỳ nghiêm túc quan sát bảy đạo quang ảnh, ánh mắt toát ra vài phần khiếp sợ, lẩm bẩm nói: "Không lẽ ta là..." Bảy đạo quang ảnh cùng hô lên: "Không sai, người chính là thiên nguyên tố pháp tắc chi thần." Hôm nay Tần Vũ dường như đã bước vào cảnh giới mà bảy đạo quang ảnh mong đợi, trở thành thiên nguyên tố pháp tắc chi thần. Bát thần vũ trụ đúng là có bát đại nguyên tố chi thần. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Vậy theo đại thành, theo như lời ngươi vừa nói là có ý gì?" Địa nguyên tố pháp tắc chi thần nói: "Ngươi còn nhớ những điều ta từng nói không? Đến lúc ngươi có thể thực sự thấy được bản thân mình, cũng chính là khi chúng ta biến mất. Bây giờ bọn ta còn chưa biến mất, cũng chính bởi ngươi còn chưa thực sự đại thành." "Khi nào ta có thể đạt tới?" Tần Vũ nhíu mày hỏi. Thủy nguyên tố pháp tắc khẽ lắc đầu: "Điều đó do ngươi quyết định. Có thể thì chỉ là một bước, thế nhưng cũng có thể cách xa như sông với núi vậy." Tần Vũ âm trầm một lúc, suy nghĩ: "Không nghĩ tới tinh thần biến lại có thay đổi như vậy, thậm chí có thể diễn hóa ra bát đại nguyên tố chi thần. Đây có phải là tận cùng của tinh thần biến không?" Lôi nguyên tố pháp tắc thấy hắn nhập vào suy tư, liền nói: "Bây giờ nguyên thủy trục tâm đã bị băng hủy, cũng là lúc ngươi nên rời khỏi đây." Tần Vũ khẽ khẽ gật đầu, năm ngón tay chuyển động, nhất thời một đạo ánh sáng ngọc từ trong lòng bàn tay xạ ra.
thiên phạt kiếm hiện ra trước người, tinh văn đẹp mắt. Trong 1000 năm, các vị đã giúp ta rất nhiều, lĩnh ngộ thiên nguyên tố pháp tắc, hơn nữa còn có thể điều khiển sự huyền diệu của thiên phạt kiếm. Tần Vũ như có điều suy nghĩ nói. Địa nguyên tố pháp tắc ha ha cười một tiếng nói, điều này cũng nằm ngoài dự liệu của tất cả chúng ta. Sự huyền ảo của nguyên thủy chí tôn linh bảo quả thật tuyệt luân, vốn cho là ngươi cũng chỉ nắm trong tay một phần, nhưng không nghĩ tới hôm nay nó lại hoàn toàn do ngươi điều khiển. Có thể nói ngươi bây giờ tuyệt đối có tư cách cùng chủ thần đánh một trận rồi. Tần Vũ sắc mặt khẽ biến, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nói, sẽ có một ngày như vậy. Lôi nguyên tố pháp tắc chi thần lúc này trầm giọng lên tiếng, người bình thường lĩnh ngộ các loại nguyên tố pháp tắc từ trong thuộc tính của hỗn độn, muốn cảnh giới tăng lên có thể sẽ phải mất một thời gian rất rất dài, cho dù là chủ thần cũng cần hàng hà diễn kỷ. Tuy nhiên người trong mấy ngàn năm ngắn ngủi lại đạt tới trình độ như vậy, thậm chí đã vượt qua cả chủ thần, có thể nói đã là một kỳ tích rồi. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, cảm thụ hết thảy sự chuyển động của bát thần vũ trụ. Người có thể cảm giác ta lúc này đã đạt tới cảnh giới gì sao? Hỏa nguyên tố pháp tắc chi thần gật gật đầu, với năng lực lĩnh ngộ thiên nguyên tố pháp tắc hiện giờ, cảnh giới hẳn đã là vượt qua quy thần hậu kỳ, bước vào cảnh giới hóa thiên sơ kỳ. Nói cách khác, cho dù là chủ thần cũng không thể khai tích một vũ trụ hoàn mỹ như ngươi. Thủy nguyên tố pháp tắc chi thần tiếp lời, dù sao bây giờ ngươi cũng chỉ ở giai đoạn hóa thiên sơ kỳ, sự ảo diệu của nơi này còn cần ngươi lĩnh ngộ tiếp. Con đường như thế nào, tin rằng không nhiều năm nữa ngươi có thể hoàn toàn vượt qua tứ đại chủ thần, tiếp cận chí tôn cường giả đại thần thiên. Tần Vũ đồng tử co lại, khẽ lắc đầu, ta bây giờ chỉ muốn ngăn cản cuộc loạn chiến ngũ giới và đi tìm bọn Sương Nhi. Địa nguyên tố pháp tắc chi thần nói, bây giờ nguyên thủy trục tâm đã băng hủy, chủ thần các giới nhất định sẽ xuất lĩnh đại quy mô binh lực tập trung tập kích vào đại thần thiên giới, ngươi cũng nên tới đó. Tần Vũ gật đầu, sau khi đạt tới cảnh giới quy thần ta mới phát giác, cho dù là ngàn vạn binh lính trước mặt chủ thần căn bản không là gì cả, điều ta cố kỵ chính là năng lực của tam đại chủ thần còn lại. Tà thần Từ Dạ Thương Long đã từng nói qua, trong tứ đại chủ thần thì tử thần thực lực mạnh nhất, từ cuộc chiến chúng thần cho tới nay không biết đã qua bao nhiêu diễn kỷ, chỉ sợ hắn bây giờ cũng đã đạt tới cảnh giới hóa thiên cũng không chừng. Thất đại nguyên tố chủ thần cùng gật đầu, đối với tứ đại chủ thần bọn họ cũng là từ trong ý thức của Tần Vũ mà có được tin tức, cũng là rất mơ hồ. Tần Vũ quan sát mọi thứ hoàn mỹ gần như nguyên thủy vũ trụ, trầm giọng nói, xem ra ta phải đi rồi. Chưa nói hết câu, Tần Vũ đã rời khỏi bát thần vũ trụ, xuất hiện tại biên giới tà thần giới. Chỉ một sát na sau khi tới đây, mọi tin tức ngàn vạn dặm không gian xung quanh đã truyền vào trong đầu hắn. Tần Vũ cảm giác rõ ràng tứ giới trong nguyên thủy vũ trụ đã phát sinh biến hóa. Theo nguyên thủy trục tâm băng hủy, tất cả cấm chế tại không gian ngăn cách đã hoàn toàn biến mất. Tần Vũ cả kinh, hắn đột nhiên cảm nhận được thần thức có thể phóng ra không giới hạn, cho dù là nguyên thủy vũ trụ cũng không thể ngăn cản. Cái loại cảm giác tinh thông sung sướng này thật là kỳ diệu. Vô hạn nguyên thủy vũ trụ, sự tồn tại của bốn thế giới cùng đại thần thiên giới, giờ phút này Tần Vũ đều rõ ràng cảm nhận được. Tuy nhiên vài khí thức quen thuộc khiến ánh mắt hắn sáng ngời. Sương Nhi, tứ đệ. Tần Vũ bỗng nhiên cảm giác được ở phía khoảng không gian vô tận kia có khí tức của bọn Hồng Quân và Cổ Bàn, mặc dù khá yếu ớt nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi thần thức của Tần Vũ. Bọn họ đang ở trong tử thần giới, thì ra là thế. Tần Vũ thở phào nhẹ nhõm, có điều cái cảm giác kỳ diệu như vậy lại khiến hắn cực kỳ khiếp sợ. Không nghĩ tới sau khi đạt tới cảnh giới hóa thiên thì sự hạn chế của nguyên thủy vũ trụ lại giảm hẳn, thậm chí ngay cả thần thức cũng tinh tường không gì ngăn cản. Giờ phút này Tần Vũ đứng ngạo nghễ trong vũ trụ, một lần nữa cảm giác quyền lợi của một trưởng khống giả. Nhìn hai bàn tay mình, Tần Vũ vẫn có cảm giác không thể tin, khẽ lắc đầu, thoáng cái đã đi tới bên trong nguyên thủy vũ trụ. Hỗn độn vật chất bằng bạc khôn cùng nhất thời bị khuấy động, thậm chí không cần bất kỳ một quá trình nào cũng đã bị hoàn toàn diễn hóa thành nguyên tố pháp tắc lực lượng tràn ngập mỗi một tấc không gian. Tần Vũ muốn bằng vào khả năng điều khiển thiên nguyên tố pháp tắc tiến hành thuấn di trong nguyên thủy vũ trụ, đột nhiên toàn thân rung lên, dường như gặp phải cái gì đó ngăn cản. Cả nguyên thủy vũ trụ dường như trong mỗi một tấc không gian đều có cấm chế không thể phá. Tần Vũ liền cau mày suy tư nói, không hổ là bản nguyên vũ trụ,
xem ra ta lĩnh ngộ thiên nguyên tố pháp tắc còn chưa đủ sâu. Dù sao Tần Vũ cũng không phải đại thần thiên, chưa hoàn toàn nắm trong tay bản chất của pháp tắc trong nguyên thủy vũ trụ, muốn trực tiếp thuấn di tại đây là điều không thể. Lập tức Tần Vũ vận chuyển lực lượng phong nguyên tố pháp tắc, sử dụng tốc độ cực nhanh xuyên qua nguyên thủy vũ trụ, không tới thời gian một tháng đã đến đại thần thiên giới. Từ phía xa xa đã có thể cảm nhận được nơi này thấu phát ra khí tức cấm chế nồng đậm, nhưng đối với Tần Vũ đã đạt tới cảnh giới hóa thiên, hiển nhiên không tạo nên bất kỳ uy hiếp nào. Những cấm chế này cũng là từ các loại nguyên tố pháp tắc dung hợp mà thành, có thể nói là một chủng cấm thuật khác. Tần Vũ bây giờ đã là trưởng khống giả của bát thần vũ trụ, đối với lĩnh ngộ 7 nguyên tố còn lại cũng đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng. Trong lúc này, lợi dụng sự xảo diệu của nguyên tố pháp tắc phá giải cấm chế, rất nhanh tiến tới đế thành đại thần thiên giới. Thần thức bao trùm, Tần Vũ có thể cảm giác được bên trong đại thần thiên giới đã bố trí dày đặc binh lính, hiển nhiên là chuẩn bị cho cuộc chiến các thần sắp tới. Nhưng đối với bất kỳ một vị chủ thần nào mà nói, những người này chỉ như đống sắt vụn. Không hổ là đại thần thiên giới, tinh vực hoàn mỹ như vậy, cho dù ta thi triển mức độ cao nhất của thiên nguyên tố pháp tắc cũng không cách nào tạo ra. Tần Vũ cảm thụ hết thảy sự vận chuyển trong đại thần thiên giới, không khỏi cảm khái. Ngay sau đó, tâm niệm vừa chuyển, bước đi từng bước, sau một khắc đã xuất hiện tại trung tâm đế thành. Trong lòng có chút hơi kinh ngạc, xem ra đại thần thiên đối với vận dụng pháp tắc nguyên thủy vũ trụ đã đạt tới một loại cảnh giới mới. Cho dù là Tần Vũ hiện tại có năng lực hóa thiên sơ kỳ, cũng không thể tiến hành thuấn di khoảng cách lớn được. Cách đó không xa, một cột sáng giống như bắt đầu từ tận sâu bên trong vũ trụ kéo dài xuyên thấu cả bầu trời, trực tiếp thẳng chiếu vào một viên tử sắc cầu. Từ trong quang cầu nọ, Tần Vũ lại cảm giác được một loại khí tức khác thường. Đó chính là thần thiên tế đàn. Vũ Văn Thác thấy Tần Vũ đột nhiên xuất hiện, nét mặt mừng rỡ như điên, liền nói: Ngươi rốt cục đã tới rồi. Tần Vũ mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung không rời khỏi tử sắc quang cầu kia. Mi Vũ trong lúc này không có một tia sợ sệt nói: Quang cầu kia cất giấu vật gì vậy? Lúc này Từ Dạ Thương Long cùng Thần Tôn đều ở trên tế đàn. Thần Tôn lần đầu trông thấy Tần Vũ cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Dù sao triều đại thần thiên và tứ đại chủ thần gia, hắn cho tới bây giờ cũng chưa gặp người nào có thể đạt tới cảnh giới hơn cả quy thần hậu kỳ. Từ Dạ Thương Long trầm giọng nói: Đây chính là Tử Thủy Thiên Tinh, chính là nơi thủ hộ Nguyên Thủy Chí Tôn Linh Bảo Vạn Thế Ngao Vương, bản thân cùng với Nguyên Thủy Trục Tâm có tương quan. Theo Nguyên Thủy Trục Tâm băng hủy, nó có thể khiến cho không gian cả Nguyên Thủy Vũ Trụ rối loạn, trừ phi điều khiển được nguyên tố pháp tắc của Nguyên Thủy Vũ Trụ. Nếu không, cho dù là cả chủ thần bước vào trong đó cũng sẽ bị nghiền cho thành phấn thôi. Tần Vũ trong lòng cả kinh, quả nhiên phát hiện không gian xung quanh nó dao động cực kỳ rối loạn. Cố gắng sử dụng thiên nguyên tố pháp tắc để ổn định lại nó, nhưng khi lực lượng vừa tiến vào bên trong, loạn lưu đã bị đánh tan. Vũ Văn Thác vỗ vỗ bả vai Tần Vũ nói: Không thể được, thực lực của ngươi bây giờ tuy mạnh nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ pháp tắc của Nguyên Thủy Vũ Trụ. Ta giới thiệu với ngươi, đây là Thần Tôn, cùng với ta đều là thủ hạ của Đại Thần Thiên. Lúc này Thần Tôn đã đi tới nhìn Tần Vũ, khe khẽ gật đầu nói: Không nghĩ tới trong tinh trần thế giới lại có người có thể sánh ngang với các chủ thần như ngươi. Mới đầu nghe Thần Nô nhắc tới, ta còn có chút không tin, nhưng bây giờ không tin cũng không được nữa rồi. Tần Vũ cười nhạt, cũng không nói nhiều. Vậy dự tính của ngươi thế nào? Thần Tôn trầm giọng nói: Ta thần Tử Dạ Thương Long đã đem toàn bộ 3.200 vạn binh lực từ tiểu vũ trụ tới đây đề phòng tam giới tập kích. Tuy nhiên, nói vậy ngươi cũng biết cuộc chiến chúng thần chân chính đánh một trận có ý nghĩa gì. Nếu như không thể ngăn cản ba chủ thần còn lại thì toàn bộ đều là uổng công. Vũ Văn Thác gật đầu, ánh mắt dừng ở Tần Vũ, dứt khoát nói: Từ bây giờ tới lúc loạn lưu biến mất còn có một năm nữa thôi. Tuy nhiên đến lúc đó tam giới sẽ tiến quân đến đây, chúng ta đã có chuẩn bị. Ngoài ra trong trận chiến giữa tứ đại chủ thần thì Tần Vũ ngươi chính là biến số lớn nhất. Hy vọng của chúng ta tất cả đều đặt trên người của ngươi. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: Yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Tử Dạ Thương Long nhìn tử sắc quang cầu phía trên, nhỏ giọng nói: Vô luận là loạn thần, tử thần hay là chiến thần, nếu ai trong số đó đoạt được Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng cũng sẽ dấy lên một trường huyết sát khắp Nguyên Thủy Vũ Trụ.
bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép sự tồn tại của một chủ thần nào gây nguy hại đến quyền vị trưởng khống giả. Điều ta đang lo là sau khi trận chiến xảy ra sẽ khiến nguyên thủy vũ trụ cắn trả hay không đây? Chuyện sau này ai có thể đoán trước được đây? Bất quá cho dù thế nào, chúng ta cũng phải ngăn cản tình huống xấu nhất. Thần Tôn thở dài, trong ánh mắt hiện lên một tia sầu tư. Tần Vũ lấy lại bình tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, thần thức kéo dài đến vô cùng vô tận, đợi thời khắc kia tới. Giờ phút này, tứ đại nguyên lão cùng bát đại tộc trưởng cũng đang xuất lĩnh 3.200 vạn binh lính từ phía tử thần giới hướng tới đại thần thiên giới. Không có không gian ngăn cách, vốn đã đi mấy chục năm, hiện tại cơ hồ không tới thời gian nửa năm là có thể tới đây. Giờ phút này, bên trong chu thần giới, hai bóng người xẹt qua hư không, trong nháy mắt đã tiến lên trước hơn 10 dặm. Đối với bọn họ mà nói, khoảng cách này bây giờ đã không tính là gì. Huống Thiên Minh đứng trên thiên đạo chi nhận với tốc độ cực nhanh, cổ bàn bên cạnh huy động bàn cổ phiên, tốc độ cũng không thua kém gì. Hai người không ngừng thuấn di, hướng tới một nơi sâu nhất trong vũ trụ. Xem ra, năng lực dự chi của ngươi đã khôi phục, cư nhiên có thể cảm nhận được thời gian nguyên thủy trục tâm băng hủy. Cổ bàn nhìn Huống Thiên Minh cười nhạt, Huống Thiên Minh khe khẽ lắc đầu. Nhiều năm như vậy, ta một lòng nghiên cứu lĩnh ngộ thiên đạo chi nhận, năng lực dự chi mặc dù đã khôi phục nhưng không rõ ràng như ở Hồng Mông vũ trụ. Đối với cuộc chiến chúng thần, ta vẫn không cách nào đoán ra được bất cứ tình huống nào, trong đầu rất hỗn loạn, mỗi khi nghĩ đến lại có cảm giác nhức đầu thống khổ. Cổ bàn khẽ thở dài. Nguyên thủy vũ trụ so với Hồng Mông vũ trụ thâm ảo hơn rất nhiều, xuất hiện tình trạng như vậy cũng là điều tất nhiên. Bất quá hơn 1.000 năm rồi, cảnh giới của ngươi cũng tăng lên không ít. Trải qua hơn 1.000 năm tu luyện, không ngừng lĩnh ngộ thiên đạo chi nhận, thực lực của hắn đã đột phá tới quy thần sơ kỳ. Huống Thiên Minh tự hồ cũng rất hài lòng với tốc độ của mình, cười cười nói: ngươi cũng đột phá đến quy thần cảnh giới chứ gì, bằng không tại sao có thể tiến hành thuấn di? Cổ bàn nhìn xuống bàn cổ phiên, qua nhiều năm như vậy, cho dù là luyện hồn bích hay là lực lượng phá toái hư không đều theo cảnh giới của mình mà không ngừng tăng lên. Cho dù là linh hồn cấp bậc giới vương hiện tại cũng có thể luyện hóa trong nháy mắt. Cổ bàn cười nhạt nói: có thể nói như vậy, nhưng chúng ta trước mặt tiểu quân thật không đáng nhắc tới. Hơn 1.000 năm rồi, không biết hắn đã đạt tới cảnh giới gì nữa đây. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết ư? Ta có cảm giác được khí tức của hắn. Huống Thiên Minh khẽ mỉm cười, đột nhiên tăng tốc độ. Hai người đồng thời triển khai thuấn di, biến mất tại biên giới thiên âm tinh hệ. Vũ trụ mênh mông vô hạn, cổ bàn huy động bàn cổ phiên, hỗn độn vật chất mãnh liệt, dày đặc nhất thời bị lực lượng phá toái hư không làm cho khuấy động hẳn lên. Trước mắt hai người xuất hiện một thông đạo rộng rãi, hai người theo thông đạo phi hành rất nhanh, tiếp cận đến cỗ khí tức quen thuộc kia. Đột nhiên một cỗ lực lượng bạo phá chuyển tới, hỗn độn vật chất bốn phía như bị nén lại. Năng lượng hủy diệt này giống như một con dã ngưu điên cuồng đang xông tới, không thể ngăn cản. Bất thình lình bị tập kích, Huống Thiên Minh cùng cổ bàn đều giật mình. Ngay tức khắc, cổ bàn xông lên trước nghênh đón, trường phiên vũ động, lực lượng phá toái rất nhanh được phóng thích trong không gian nguyên thủy vũ trụ. Mặc dù không thể phấn toái được nguyên thủy không gian, nhưng cỗ năng lượng này đủ để hủy diệt bất cứ vật chất nào. Tuy nhiên, ngoài dự liệu của cả hai người, cỗ lực lượng bạo phá kia khi chạm đến cổ bàn phiên trong một sát na chợt tức giảm, sau đó biến mất, giống như một khí cầu trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Cổ bàn nhíu nhíu mày, lực lượng phá toái hư không vẫn đang thi triển. Đột nhiên, Huống Thiên Minh dường như cảm giác được điều gì đó, hốt hoảng: tiểu cố, coi chừng! Cổ bàn hai mắt thu liễm, tuy nhiên ở bên trong nguyên thủy vũ trụ không cách nào có thể thuấn di, nhanh chóng rút lui về phía sau. Chỉ thấy lực lượng phá toái hư không xung quanh dường như đã nằm ngoài sự điều khiển của cổ bàn, phản hướng lại mục tiêu hiện giờ lại chính là cổ bàn. Huống Thiên Minh sắc mặt tái đi, dũng mãnh xuất ra thiên đạo chi nhận, lãnh quang bạch sắc chắn ngang trước người cổ bàn. Cổ bàn thầm kinh hãi, hắn vạn vạn lần cũng không có nghĩ tới lực lượng của bàn cổ phiên lại có thể phản lại như vậy, giống như một loại năng lượng vô hình khác đang điều khiển nó. Đột nhiên một trận cười sảng khoái vang lên từ trong đám hỗn độn vật chất dày đặc. Huống Thiên Minh cùng cổ bàn hiển nhiên rất kinh ngạc, bởi chủ nhân của thanh âm này không phải ai khác chính là Hồng Quân. Sau một khắc, thân ảnh Hồng Quân giống như ảo ảnh xuất hiện trước mặt hai người, không có bất cứ sự di động nào, hoàn toàn là tự nhiên xuất hiện. Lý do giải thích duy nhất
chính là hắn đã vận dụng pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ mà tiến hành thuấn di. Huống Thiên Minh hai mắt trợn tròn, nét mặt như là không thể tin nổi. Tiểu Quân, ngươi cư nhiên lĩnh ngộ pháp tắc nguyên thủy vũ trụ sao? Giờ phút này, Hồng Quân đứng trước mặt hai người, thân thể trần trùng trục, da thịt chớp động, hồng quang quang hoa, khiến cho người ta tràn ngập một cảm giác sung mãn lực lượng bạo phá. Cách đỉnh đầu ba tấc là một cỗ kính tản ra lưu quang bạch kim, mặc dù có chút ảm đạm nhưng thấu phát ra một khí tức thần bí người khác không thể nắm bắt. Một tay giơ lên, cỗ kính kia khe khẽ xoay tròn, lực lượng phá toái hư không phản lại kia nhất thời tan thành mây khói, biến mất vô ảnh vô tung. Ta còn chưa đạt tới loại cảnh giới đó, chẳng qua là một phần rất nhỏ mà thôi. Hồng Quân nói, ánh mắt quan sát kỹ hai người, nét mặt toát ra nụ cười vui mừng. Cổ Bàn trong lòng vẫn đang nghi hoặc, không thể đợi, liền hỏi: Tiểu Quân, ngươi vừa dùng thủ đoạn gì vậy? Cư nhiên lại có thể khiến lực lượng của Bàn Cổ Phiên cắn trả ta. Hồng Quân cử động năm ngón tay, đạo thiên kính đã trở lại trong lòng bàn tay hắn, quang hoa cũng từ từ nhạt hẳn, mỉm cười nói: Hơn 1000 năm qua, ta chú tâm lĩnh ngộ đạo thiên kính, từ nó phát hiện ra một loại năng lực không thể tưởng tượng. Nguyên lai là đạo thiên kính không chỉ ngừng lại ở việc lấy pháp tắc nguyên lực, mà bất luận năng lực bổn nguyên của bất cứ kẻ nào cũng có thể lấy. Lần này ta tới nguyên thủy vũ trụ cũng là để cố gắng thu lấy bổn nguyên pháp tắc, nhưng hiệu quả rất ít. Với năng lực của ta bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể thuấn di khoảng cách 1000 thước. Nghe thấy thế, Huống Thiên Minh không khỏi hít một hơi khí lạnh, than thở: Thật không hổ là nguyên thủy chí tôn linh bảo mà, cho dù là chủ thần cũng không phải sợ nữa rồi. Hồng Quân khẽ khẽ lắc đầu: Ngươi sai rồi, thực lực của chủ thần có thể vẫn hơn ta, đạo thiên kính cũng có hạn chế, nếu thực lực của đối phương mạnh hơn ta thì không có cách nào dễ dàng đoạt lấy được. Cổ Bàn như hiểu ra nói: Ra là như vậy, bất quá đạo thiên kính có thể đạo lấy pháp tắc bổn nguyên lực của nguyên thủy vũ trụ cũng là bất phàm rồi, theo cảnh giới tăng lên chỉ sợ không lâu nữa Tiểu Quân có thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ. Hồng Quân cười khổ một tiếng, hít vào một hơi thật sâu, nhướng mày nói: Chúng ta bây giờ không còn thời gian nữa rồi, nguyên thủy trục tâm băng hủy, cuộc chiến tứ giới đã gần kề, ta nghĩ các ngươi tới đây cũng là vì nguyên nhân này. Huống Thiên Minh gật đầu: Bọn ta không biết ngươi tu luyện trong nguyên thủy vũ trụ có kết quả như thế nào, nhưng cuộc chiến tứ giới đã nổ ra, còn cần đến ngươi thống lĩnh cả chu thần giới. Hồng Quân hỏi: Hầu tử đâu, sao không thấy hắn? Cổ Bàn mỉm cười: Hầu tử kia nghe nói hai giới còn lại đã phát binh, cho nên không thể kiềm chế được, hiện giờ đã xuất lĩnh toàn bộ 1200 vạn binh lực tiến đến đại thần thiên giới. Cũng tốt, chúng ta liền đuổi theo hắn. Hai giới còn lại tình hình thế nào rồi? Hồng Quân hỏi. Huống Thiên Minh nói: Hai giới còn lại tổng số binh lực xuất ra đã đạt tới gần 5000 vạn. Loạn thần và tử thần không tự mình xuất binh, không có cấm chế không gian ngăn cách, sợ rằng chỉ cần hơn nửa năm bọn họ có thể tới được đại thần thiên giới. Cổ Bàn tiếp lời: Cuộc chiến tứ giới quy mô thật lớn, đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, xem chừng điều quan trọng nhất hiện giờ là tìm Tam Ca. Huống Thiên Minh cũng gật gật đầu đồng ý. Hồng Quân nói: Phụ thân chắc hẳn đang ở một trong hai giới còn lại, hoặc là đại thần thiên giới, người nhất định sẽ có biện pháp giải quyết thôi. Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta trích tiên đuổi theo tên hầu tử kia rồi hãy nói tiếp. Ngay khi ba người chuẩn bị đi, một tiếng gầm nhẹ từ sâu bên trong nguyên thủy vũ trụ truyền tới. Âm thanh này tự hồ ẩn chứa một năng lượng mãnh liệt chấn nhiếp, khiến cho Hồng Quân, Huống Thiên Minh và Cổ Bàn cảm giác được không thể tự chủ bản thân. Hồng Quân cười khổ một tiếng, vỗ vỗ trán nói: À, suýt nữa thì quên, giới thiệu cho các ngươi một bằng hữu mới. Bằng hữu mới ư? Cổ Bàn và Huống Thiên Minh trong lòng đều rất nghi hoặc, ánh mắt hướng tới đoàn vật chất hỗn độn sền sệt mông lung. Cách đó không xa, hỗn độn vật chất xung quanh giống như bị cuồng phong làm cho náo loạn, dạt sang hai bên, xuất hiện một thông đạo rộng rãi. Một thú ảnh cự đại từ từ xuất hiện trước mắt mọi người, trường mao toàn thân đen nhánh, thậm chí so với màu của bầu trời đêm còn hơn vài phần. Nhưng hai con người lại tự hồ như hai ngọn hỏa đăng trong đêm tối sáng dị thường. Trên trán khắc một đồ án đỏ sậm, phảng phất ẩn giấu trong đó là hỏa diễm vạn trượng, chớp động tia sáng không mãnh liệt lắm. Một đám lông trắng dọc theo cổ nó kéo dài tới tận đuôi. Quỷ Lang Vương. Hồng Quân cười nói: Tên của nó là Tiểu Mặc, còn nhớ đồ đằng trên cánh tay ta không? Dưới quang hoa của đạo thiên kính trong nhiều năm tu dưỡng, nó rốt cục đã xuất thế,
cũng được 600-700 năm rồi. Ánh mắt của bàn toát ra thần sắc khiếp sợ nói: Mạc tiên sinh, không phải nói là 100 năm sau nó sẽ trưởng thành sao? Như vậy ma huyết sắp tính trong cơ thể nó... Hồng Quân lắc đầu trầm giọng nói: Cho tới bây giờ vẫn chưa phát tác, cũng không biết sau khi bị kích động nó sẽ như thế nào. Mấy trăm năm gần đây nó một mực ôn thuận, chưa có điều gì thất thường cả. Huống Thiên Minh hít một hơi thật sâu nói: Cho dù như thế nào nó cũng là một nhân tố không thể xác định. Tiểu Quân, ngươi định như thế nào? Hồng Quân ánh mắt thu lại, dừng ở Tiểu Mặc nói: Bất luận thế nào ta cũng phải tuân thủ lời hứa lúc đầu. Nếu như nó thật sự bất thường, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Các ngươi yên tâm đi. Tiểu Mặc hiển nhiên có thể nghe hiểu lời nói của Hồng Quân, trong miệng phát ra tiếng kêu ô ô. Ba người rất nhanh rời khỏi nguyên thủy vũ trụ, dọc theo biên giới tinh hệ Thiên Âm hướng về phía đông bắc rất nhanh đi tới. Ba người hiện tại đều đã đạt tới quy thần cảnh giới, thế nhưng Hồng Quân lại đạt tới quy thần trung kỳ. Sau khi giải cấm bất diệt phách thể, thậm chí lại có thể tăng lên cảnh giới hậu kỳ hoặc là cao hơn. Cho nên ở bên trong tử thần giới tiến hành thuấn di với khoảng cách ngắn hiển nhiên cũng không khó khăn gì. Lúc này Tôn Ngộ Không dẫn theo 1.200 vạn đại quân đã từ biên giới đông nam của tinh hệ Thiên Âm tiến vào bên trong vũ trụ nguyên thủy, mà ở chỗ đại thần thiên giới cũng chính là nơi ở chính giữa tứ giới. Tôn Ngộ Không vì để vượt qua tử thần đại quân đặc biệt cố ý tăng nhanh tốc độ. Ước chừng thời gian qua hơn 1 tháng, ba người Hồng Quân mới đuổi kịp Chu Thần đại quân. Các người như thế nào bây giờ mới tới vậy? Còn hơn 2 tháng nữa thôi chúng ta sẽ tới đại thần thiên giới. Tôn Ngộ Không oán trách nói. Hồng Quân nhìn 4 phía một vòng không phát hiện bóng dáng của quân sư Mạc Túy Sinh, không khỏi hỏi: Bình Vương đi nơi nào rồi? Không lẽ hắn không có đi cùng chung với ngươi sao? Tôn Ngộ Không nhẹ nhẹ lắc đầu, trên mặt cũng để lộ ra một tia nghi hoặc nói: 1.000 năm trước Mạc tiên sinh tiến vào trong vũ trụ nguyên thủy tìm kiếm quặng nguyên liệu cực phẩm, nó là muốn chế tạo cực phẩm linh bảo vượt qua Chí Tôn linh bảo nguyên thủy, nhưng tới bây giờ còn chưa có trở về. Cổ Bàn khẽ thở dài nói: Chế tạo cực phẩm linh bảo là mục đích theo đuổi cả đời của Mạc tiên sinh, cũng là nguyên nhân hắn đến Chu Thần giới, chúng ta cũng không thể làm khó hắn. Hồng Quân cũng gật gật đầu đồng ý nói: Cứ theo nguyện vọng của hắn đi, chúng ta phải hết sức nhanh đi tới đại thần thiên giới tìm Tam Ca mới được. Tôn Ngộ Không cắn chặt răng nói: Chỉ là không có Mạc tiên sinh, toàn bộ đại quân Chu Thần này cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó. Huống Thiên Minh cũng gật gật đầu nói: Là quân hồn, mấy năm nay Mạc tiên sinh thân là quân sư thống lĩnh binh lực quy mô lớn với hơn 1.000 vạn quân, hắn đã trở thành quân hồn của toàn bộ đại quân Chu Thần. 4 người nhắc tới Mạc Túy Sinh không khỏi than ngắn thở dài, dẫu sao địa vị của binh vương ở Chu Thần giới là không thể thay thế được. Thế nhưng lúc này một tiếng cười dài sang sảng từ ở chỗ sâu trong vũ trụ nguyên thủy truyền đến, tiếng cười kia rất quen thuộc khiến trong lòng mọi người rung lên. Nếu đã gọi Mạc Mỗ là quân hồn, ta lại như thế nào lâm trận bỏ chạy đây? Lúc này một bóng người xuất hiện ở trước mặt 4 người, một thân mặc áo bào bố rách, dáng người hơi khòm, tóc hoa râm, trên mặt đầy nếp nhăn, tinh quang lưu chuyển bên trong đôi mắt tinh tế kia thấu phát ra quang mang khiếp người, không hổ là đệ nhất binh vương Mạc Túy Sinh. Mạc tiên sinh, người làm sao tới đây vậy? Tôn Ngộ Không nhìn thấy lão, nét mặt tức thì sáng lên, hiện đầy vẻ hưng phấn. Mạc Túy Sinh hờ hững cười nói: Mạc Mỗ ở trong vũ trụ nguyên thủy tìm Huyền Thiên Quáng Nguyên Thủy đã lỡ một ít thời gian, nhưng lại như thế nào quên tứ giới loạn chiến? Một khi Hồng Thành Chủ đã chỉ thị ta làm quân sư, Mạc Mỗ tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Hồng Quân cười ha hả: Tốt lắm, Mạc tiên sinh đã an toàn trở về rồi, chẳng khác nào thực lực của Chu Thần giới ta lại tăng thêm một khoảng rất lớn. Huống Thiên Minh hỏi: Như vậy Mạc tiên sinh hơn 1.000 năm nay nhưng có thu hoạch gì không? Mạc Túy Sinh khe khẽ gật đầu nói: Từ sau khi Đại Thần Thiên tìm được Huyền Thiên Quáng Nguyên Thủy, tuy rằng vũ trụ nguyên thủy vẫn tiếp tục sản sinh, nhưng hiện giờ thời gian dinh dưỡng quá ngắn, thậm chí còn chưa thành hình, cho nên ta phải tìm kiếm được càng nhiều Huyền Thiên Quáng chưa thành hình để tiến hành dung hợp, lúc này mới đạt tới hiệu quả thành hình giai đoạn cuối. Như vậy hiện tại tìm được bao nhiêu rồi? Cổ Bàn hỏi. Mạc Túy Sinh thản nhiên cười: Mạc Mỗ dùng thời gian 1.000 năm mới tìm kiếm được 3 khối Huyền Thiên Quáng Nguyên Thủy chưa thành hình, thế nhưng những cái này còn xa xa mới đủ, chẳng qua may mà trục tâm nguyên thủy sụp đổ nghiền nát ranh giới của không gian,
Nhờ đó trong vòng một thời gian không đến 100 năm, ta lại tìm được 4 khối. Hiện tại đã có được 7 khối huyền thiên nguyên thủy. Nếu như tiến hành tế luyện dung hợp, hẳn là có thể đạt tới chất lượng thành hình giai đoạn cuối. Hồng Quân cười nói, vậy thì chúc mừng Mạc tiên sinh, xem ra ước muốn của ngươi sắp đạt được rồi. Mạc Túy Sinh đột nhiên thở dài nói, Hồng Thành Chủ, ngươi còn nhớ hay không, Mạc Mỗ đã từng nói qua với ngươi, dùng linh hồn huyết nhục, thậm chí cả sinh mệnh mới có thể tế luyện ra linh bảo hoàn mỹ nhất. Đợi tới khi cực phẩm linh bảo chân chính xuất hiện tại một phương vũ trụ này, chỉ sợ cũng là lúc kết thúc sinh mạng của Mạc Mỗ. Tân Ngộ Không nhướng mày nói, Mạc tiên sinh chính là đệ nhất binh vương, bản lĩnh rèn binh khí cũng khiến ta rất khâm phục, nhất định sẽ xác lập ra một phương pháp khác luyện chế cực phẩm linh bảo. Mạc Túy Sinh cười khổ một tiếng nói, Mạc Mỗ vốn chính là vì luyện chế linh bảo mà sống, tấm xương già này đối với ta mà nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng trước đó ta còn muốn vì Chu Thần Giới làm một việc cuối cùng, đó chính là cuộc chiến của tứ giới. Ánh mắt Hồng Quân chợt nheo lại, trầm giọng nói, ân tình của Mạc tiên sinh Hồng Quân tất nhiên khắc ghi suốt đời. Mạc Túy Sinh xua tay, đạm mạc cười nói, có thể gặp được Hồng Thành Chủ chính là vinh hạnh lớn nhất của Mạc Mỗ rồi, hiện tại thời gian đã không còn sớm nữa, chúng ta phải đuổi theo hai giới ở phía trước cho kịp tới đại thần tiên giới mới có thể chiếm được thế chủ động. Hồng Quân khe khẽ gật đầu, quay sang Tôn Ngộ Không hỏi, tình huống hiện tại thế nào? À, Tử Thần Giới và Loạn Thần Giới so với chúng ta xuất binh sớm hơn một chút, tuy rằng ta dẫn đại quân cực lực đuổi theo, bây giờ còn rất lại phía sau bọn chúng ước chừng khoảng 3.000 dặm. Mạc Túy Sinh trầm ngâm nói, do trước đây ta đã nghe được một số tình huống, lần chúng thần chi chiến này, mục tiêu của các đại chủ thần đều là thiên thần bảng nguyên thủy của đại thần thiên giới, ai có thể lấy được nó liền có thể trường khống pháp tắc của vũ trụ nguyên thủy. Tuy rằng ta đối với tần tiền bối từ miệng của các ngươi cũng không biết nhiều, nhưng ta có thể cảm giác được ông ta nhất định rất lợi hại. Chẳng qua trước lúc tìm được ông ta, chúng ta nhất định phải xem xét cân nhắc xu thế của cuộc chiến, ngàn vạn lần không thể tùy tiện xuất binh. Dẫu sao binh lực của Chu Thần Giới chẳng qua mới có 1.200 vạn, thậm chí không được 1/2 của các giới kia. Mạc Túy Sinh nói như vậy cũng là câu nói có lý. Bốn đại thống lĩnh cùng với quân sư dẫn theo 1.200 vạn binh lực trùng trùng điệp điệp đi vào vũ trụ nguyên thủy, nhờ phá toái hư không của bàn cổ phiên mở đường, tốc độ tiến quân đương nhiên rất nhanh chóng. Ước chừng sau nửa năm, đại quân của Chu Thần Giới đã tiến vào bên trong lĩnh vực đại thần thiên giới. Cách đó không xa, đại lục màu trắng trôi nổi lơ lửng chính là đại thần thiên giới. Ở chỗ đó, Hồng Quân đầu tiên bước vào trong đại thần thiên giới, một cỗ cảm giác rất quen thuộc từ bên trong đại lục màu trắng trôi nổi kia truyền đến cực kỳ rõ ràng. Là phụ thân sao? Hồng Quân mở to hai mắt, gần như không thể tin được cảm giác của mình. Trên mặt của Huống Thiên Minh và Tôn Ngộ Không cũng lộ ra vẻ vui mừng hớn hở, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Cổ Bàn là người thứ nhất bình tĩnh lại, cười nói, hóa ra là Tam Ca sao? Tam Ca lại ở bên trong đại thần thiên giới, khí tức thật là mạnh. Hiện giờ thực lực của Tam Ca chỉ sợ đã đạt tới cấp bậc chủ thần rồi. Ở chỗ sâu trong đại thần thiên giới, tại bên trong đại lục kia, khí tức của Tần Vũ xa xăm mà sâu sắc, giống như dung nạp toàn bộ vũ trụ, khiến cho người ta không cách nào nắm lấy. Vậy chúng ta giờ đi tìm ông ta. Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói. Thế nhưng Mạc Túy Sinh lại trầm trọng lắc lắc đầu thở dài nói, ngàn vạn lần không thể, các ngươi nhìn xem. Mọi người theo ánh mắt Mạc Túy Sinh nhìn tới, đúng là phát hiện các phương vượt quá 2.000 vạn binh lực đều đóng tại tinh vực của đại thần thiên giới, hoàn toàn đem đại thần thiên giới bao vây lại. Với lại ở bên ngoài đại lục cũng đều bố trí dày đặc binh lính, tầng tầng lớp lớp phòng tuyến vững chắc, giữ sức chờ phát động. Xem ra bốn phía đều đã đông đủ đến rồi, chẳng qua bọn họ hình như đang chờ đợi cái gì đó, cũng không nóng vội tiến hành công kích. Huống Thiên Minh nhíu mím mày nói. Mạc Túy Sinh khe khẽ gật đầu. Thế chiến hiện tại cực kỳ vi diệu, nhìn qua tà thần giới đã tiến vào đại thần thiên giới, mà cũng không phải mục đích của họ là chiếm đoạt thần thiên bảng nguyên thủy, ngược lại là muốn chống lại các giới còn lại. Hiển nhiên tà thần giới đã cùng đại thần thiên giới liên hợp lại. Nếu nói như vậy, lập trường của phụ thân ta là bảo vệ thần thiên bảng nguyên thủy sao? Hồng Quân kinh nghi nói. Tần tiền bối kia quả thực là bất phàm, chỉ bằng vào khí tức là có thể phán định ông ta đã đạt tới thực lực cấp bậc chủ thần,
Hiện tại ông ta một khi đã ở bên trong đại thần thiên giới, lập trường của ông ta tự nhiên là cùng một phía với tà thần giới và đại thần thiên giới rồi. Tôn Ngộ Không lúc này cười nói hăng hắc: ở bên trong thế giới tinh trần, Tần Tiền Bối chính là trưởng công giả của một phương vũ trụ, đương nhiên là lợi hại rồi. Cổ Bàn lấy lại bình tĩnh nói: nếu ba giới kia đều không thể áp dụng thế tấn công, vậy chúng ta cũng không thể tùy tiện xuất động. Chúng ta phải giúp đỡ Tam Ca để bảo vệ thần thiên bảng nguyên thủy. Mạc tiên sinh, người nghĩ thế nào? Nếu các ngươi thuận theo vị tiền bối kia, Mạc Mỗ tự nhiên cũng sẽ ủng hộ thế chân vạc. Chẳng qua bây giờ còn không thể tiến vào đại thần tiên giới, cùng ở đó liên hợp. Nếu như chúng ta động binh, các giới còn lại tất nhiên sẽ toàn bộ xuất động, loạn chiến cũng sẽ vì thế mà phát tác. Mạc Tuyết Sinh trầm giọng nói. Hồng Quân hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm đại lục màu trắng trôi nổi kia. Như vậy chúng ta cũng chỉ có cách chờ đợi thôi. Lúc này đã có hơn ức binh lính đã tập trung ở bên trong đại thần thiên giới. Trận năm giới loạn chiến này cũng do vậy mà mở màn. Bên trong đại thần thiên giới, Tần Vũ nhắm chặt hai mắt gần một năm nay đã chậm chậm mở ra. Ánh mắt sâu sắc dường như có thể xuyên suốt tận cuối vũ trụ, nhìn chằm chằm tinh vực ở xa xa, hờ hững nói: Sương Nhi, Tứ Đệ, các người rốt cục cũng đã đến rồi. Thần Tôn Vũ Văn Thác và Tử Dạ Thương Long đứng ở bên cạnh bọn họ đều đã có cảm giác được ba đại chủ thần kia tiến đến. Thần sắc hiển nhiên có chút ngưng trọng. Tà thần như thế nào rồi? Thiên Tôn hỏi. Tử Dạ Thương Long trầm giọng nói: bốn đại nguyên lão và tám đại tộc trưởng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như bất kỳ một giới nào manh nha hành động, chúng ta đều phải phản kích mãnh liệt. Thế nhưng ngoại trừ ba giới, hình như còn tồn tại một thế lực mới. Chúng ta không nghĩ ra tên thủ lĩnh còn không có thực lực của chủ thần, hắn như thế nào có thể tồn tại ở giữa các giới đây? Tần Vũ lạnh nhạt cười: là Sương Nhi bọn chúng. Sương Nhi, chẳng lẽ ngươi nhận ra bọn họ sao? Tử Dạ Thương Long nhíu mày hỏi. Tần Vũ gật gật đầu, trên mặt mang theo một chút ý cười vui mừng nói: đương nhiên, thống lĩnh kia chính là con ta. Con của ngươi? Trên mặt của Thần Tôn Vũ Văn Thác và Tử Dạ Thương Long đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Tần Vũ khẽ gật đầu nhưng không có giải thích gì nhiều. Ông có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của đám người Hồng Quân, Cổ Bàn đối với cảnh giới hiện giờ của bọn họ cũng cực kỳ hài lòng. Lúc này Vũ Văn Thác thở dài thật sâu, quay đầu nhìn về phía thần thiên tế đàn ở phía sau. Ở bên trong tế đàn kia như trước có thể cảm giác được khí tức hủy diệt của thời không loạn lưu, nhưng mức độ hỗn loạn kia cũng đã sụt giảm đi rất nhiều. Tin rằng thời gian không quá một tháng, thời không loạn lưu của vũ trụ nguyên thủy này sẽ chấm dứt. Trong lòng vừa chuyển, Vũ Văn Thác đã suy đoán được thời gian mà thời không loạn lưu biến mất, ước chừng là sau một tháng, trầm giọng nói: cùng với sự sụp đổ của trục tâm nguyên thủy, ba đại chủ thần còn lại chắc hẳn cũng đoán được một ít tình huống của thời không loạn lưu. Bọn họ hiện giờ án binh bất động, hẳn là đang chờ thời cơ. Thần Tôn cũng nhíu chặt chân mày. Thời gian còn lại chỉ có một tháng, rốt cục thần thiên bảng nguyên thủy này cuối cùng thuộc về vị chủ thần nào đây? Hiện tại vẫn còn chưa biết được. Nhưng có thể khẳng định, cho dù là ba đại chủ thần, bất luận ai chiếm được cũng sẽ dấy lên một tràng chiến tranh hủy diệt của vũ trụ nguyên thủy. Ánh mắt của Vũ Văn Thác chằm chằm vào Tử Dạ Thương Long nói: tà thần, đại thần tiên giới cùng với vận mệnh của toàn bộ vũ trụ nguyên thủy đều đặt ở trên người của ngươi. Tử Dạ Thương Long lạnh nhạt cười, ánh mắt liếc về phía Tần Vũ. Không phải còn có một cái biến số sao? Ánh mắt Vũ Văn Thác nhìn theo hắn, cũng cùng với tiếng cười khe khẽ gật đầu. Ở bên trong tinh vực phía đông nam, cách đại thần thiên giới trăm vạn dặm, hơn 2.000 vạn binh lính đóng giữ. Với binh lực quy mô lớn như thế được bày bố chỉnh tề, trải rộng, ngầm phối hợp với trận pháp công phòng nào đó, nhìn qua thật vững chắc như thành đồng vách sắt. Những binh lính này phần lớn là nửa thân trên trần trụi, quần dài màu đen mặc bó sát người. Bên ngoài lớp da đen cường tráng chớp động ánh sáng hỗn độn mờ ảo. Bên trong mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa lực lượng bùng phát không thể tưởng tượng. Đó chính là chiến thần giới. Ở giữa hư không, một tráng hán trung niên dáng người rất to lớn đứng ngạo nghễ ở giữa bầu trời. Một đầu tóc rối tung như ổ quạ phất phơ bay, trên khuôn mặt cương nghị không có một tia dao động tình cảm nào, tựa như một tượng đá khắc hình. Trên sóng mũi còn lưu lại một cái dấu vết sâu có thể nhìn thấy xương. Cùng binh lính bình thường giống nhau là nửa thân trên trần trụi, nhưng bên ngoài da của hắn lại lưu động lưu quang màu xanh nhạt kỳ lạ, nhìn qua có chút sâu sắc,
cảm giác như thú phát ra một loại vô cùng cường hãn. Lúc này, một bóng người giống như quỷ mị từ cách đó không xa đi tới. Thế nhưng, mỗi một bước đi ra, thân hình cũng đã di chuyển hơn ngàn mét. Đợi tới bước thứ 5, hắn đã tới trước mặt trung niên kia. Vóc dáng của người kia cũng rất cường tráng, đeo chéo trên lưng là hai thanh trường đao, khẽ cúi đầu trầm giọng nói: "Chiến thần đại nhân." Người trung niên nọ đúng là người đứng đầu một giới chiến thần. Ánh mắt sâu sắc của chiến thần gần như nhìn xuyên suốt vũ trụ của toàn bộ đại thần thiên giới. Ánh mắt dừng lại ở trung tâm đại lục màu trắng trôi nơ lửng, trầm trọng cất giọng khàn khàn, trầm giọng nói: "Thiên vô thần như thế nào?" Nam nhân cường tráng này chính là thiên vô thần của chiến thần giới, cùng với phong đế thần đều là chiến tướng tủ hạ đắc lực nhất của chiến thần. Cảnh giới lĩnh ngộ đối với chiến thần quyết cũng rất cao, thực lực tu vi đều đạt tới quy thần sơ kỳ. Thiên vô thần nói: "Thuộc hạ và phong đế thần đã đem tất cả binh lực đóng tại đây, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tiến công. Nhưng bây giờ các giới kia đều đang án binh bất động, chắc hẳn là bởi vì có điều kiềm chế lẫn nhau." Chiến thần hừ lạnh một tiếng thật mạnh, dường như hư không đều theo đó mà run rẩy nói: "Kiềm chế mà nói chỉ là đối với các ngươi. Nếu như thần thiên bảng nguyên thủy hiện thế, bất kỳ một chủ thần nào cũng sẽ tới cướp đoạt, không một chút cố kỵ. Vốn tưởng rằng thiên thần bảng nguyên thủy ở bên trong thần thiên mộ địa, xem ra ta đã đoán sai rồi." Lúc trước để chiếm lấy thần thiên mộ địa, chiến thần mạnh mẽ đánh vỡ một mặt giáp giới của không gian nhằm vào tà thần giới phát động tập kích. Nguyên nhân vậy mà cũng chỉ vì thần thiên bảng nguyên thủy. Thiên vô thần hình như có chút giật mình hỏi: "Chẳng lẽ chiến thần đại nhân sớm đã có dự liệu trước sao?" Chiến thần lắc lắc đầu nói: "Từ lúc đại thần thiên còn sống, trong một lần chúng thần chi chiến ra tay ngăn cản, hắn dường như rất coi trọng tà thần, thậm chí còn đem thần thiên mộ địa giao cho hắn bảo quản. Vốn tưởng rằng đại thần thiên đang bồi dưỡng tân thần thiên, thần thiên bảng nguyên thủy kia tự nhiên cũng ở bên trong thần thiên mộ địa. Trong lòng ta không phục, bất luận là cảnh giới tu vi hay là phương diện thực lực, ta đều mạnh hơn so với tà thần. Vì sao ta không thể trở thành thần thiên, cho nên không quản hết thảy nhằm vào tà thần giới phát động công kích." Hồi tưởng như nước thủy triều, trong đầu của chiến thần chợt hiện lên từng cảnh hình ảnh của trận chiến chúng thần lúc trước, dường như cực kỳ phẫn nộ. Vầng sáng bên ngoài làn da kia cũng càng ngày càng sáng lên. Thế nhưng ta thật không nghĩ tới, vậy mà sự sụp đổ của trục tâm nguyên thủy lại làm vỡ nát chân linh thân thể của hắn. Sau khi sụp đổ, ta cũng cảm giác được một ít tin tức về thần thiên bảng nguyên thủy. Hóa ra thần thiên bảng cũng không phải ở thần thiên mộ địa, mà là ở bên trong tử thủy thiên tinh của thần thiên tế đàn. Bởi vì tử thủy thiên tinh và trục tâm nguyên thủy cùng một nhịp đập, cho nên sau khi trục tâm sụp đổ, nơi đó sẽ hình thành một cái thời không loạn lưu của vũ trụ nguyên thủy, cho dù là chủ thần cũng không cách nào bước vào nửa bước. Thiên vô thần nghe chiến thần nói, dường như đã nhận ra cái gì, kinh ngạc nói: "Nếu như đại thần thiên muốn tà thần từ Dạ Thương Long đến kế thừa tân nhậm thần thiên, hắn thực ra bất tất phải làm như vậy, đến tận cùng là vì cái gì?" Chiến thần phát ra một tiếng cười lạnh: "Từ khoảnh khắc sụp đổ kia, ta đã biết tử thần tử Dạ Thương Long cũng không phải là người đại thần thiên tuyển chọn làm người thừa kế, mà mục đích của đại thần thiên làm như vậy chính là muốn dấy lên chiến tranh bốn giới." Ý của chiến thần đại nhân nói là người đứng sau một màn chiến đấu chúng thần này là đại thần thiên, thế thì hắn vì cái gì mà làm như vậy? Thiên vô thần càng lúc càng giật mình, kinh ngạc không thôi. Ánh mắt chiến thần chợt thu lại, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Bởi vì đại thần thiên cũng không có chọn ra được tân nhậm thần thiên, hắn nghĩ rằng lấy phương thức này để quyết định ai mới là trưởng khống giả của vũ trụ nguyên thủy. Nếu như thất bại, rất có khả năng gây nên cắn trả của vũ trụ nguyên thủy, chìm ngập hết thảy. Có thể nói đại thần thiên đưa ra cái này là lấy toàn bộ vũ trụ nguyên thủy để làm tiền đặt cược." Lấy toàn bộ nguyên thủy vũ trụ để làm tiền đặt cược, trong này không chỉ bao gồm có bốn giới mà còn có hàng tỷ thế giới tinh trần, bao gồm cả hồng mông vũ trụ. Tiền đặt cược này quá lớn. Nếu như vũ trụ nguyên thủy cắn trả, như vậy hết thảy bao gồm cả vũ trụ này đều sẽ không còn tồn tại để phục hồi. "Như vậy chiến thần đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào đây?" Thiên vô thần hỏi. Chiến thần cười lạnh một tiếng: "Ở trước mặt chủ thần, số lượng quân sĩ quy mô hàng tỷ đều không đáng nói đến. Các ngươi cần phải làm chính là kiềm chế binh lực của đối phương. Cuộc chiến chúng thần, chủ thần mới là nhân vật chủ yếu." Thiên vô thần gật gật đầu: "Dạ,
Thế nhưng dựa theo điều tra của bọn thuộc hạ, trừ ba giới còn lại ngoài kia dường như còn tồn tại một thế lực khác. Thế nhưng trong đó lại không có nhân vật nào có cấp bậc chủ thần cả, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là quy thần sơ kỳ. Lời nói của Thiên Vô Thần chỉ ra tự nhiên là Hồng Quân ở Chu Thần Giới. Hiện giờ sự xuất hiện của Chu Thần Giới ở trong mắt các chủ thần đều không đáng kể. Dường như ở trong mắt bọn họ, chủ thần mới là tồn tại cao nhất. Cho dù Hồng Quân có được Chí Tôn Linh Bảo Nguyên Thủy Đạo Thiên Kính cũng không cách nào lay động lề thói này. Đối với tồn tại của Chu Thần Giới, Chiến Thần tự nhiên cũng có phát hiện, tựa hồ cũng rất nghi hoặc nói: phương thế lực này đến từ Tử Thần Vũ Trụ, xem ra Tử Thần Giới và Loạn Thần Giới cũng không có đem nó để trong mắt. Chẳng qua với tình khí của Tử Thần, hắn là sớm phải đem nó hủy diệt mới đúng, như thế nào còn có thể lưu lại đến bây giờ đây? Hắn tự nhiên không biết đám người Hồng Quân dựa vào sự kiềm chế lẫn nhau giữa Loạn Thần Giới và Tử Thần Giới hiện nay đã hình thành cục thế ba chân. Thế nhưng giờ phút này Chiến Thần đột nhiên nhướng mày, ánh mắt tập trung ở trên đại lục màu trắng tại bên trong Đại Thần Thiên Giới. Thế lực mới nổi này bản thân tự nhiên cũng không để trong mắt đâu, chỉ là ở bên trong của Đại Thần Thiên Giới kia còn tồn tại một cô khí tức rất mạnh, lại làm cho trong lòng ta có cảm giác bất an. Có thể làm cho Chiến Thần trong lòng bất an, ngoại trừ ba vị chủ thần, còn lại chưa từng có người nào có năng lực như vậy. Thiên Vô Thần cũng cực kỳ khiếp sợ. Hạn chế pháp tắc thần thức của hắn ở Đại Thần Thiên Giới không thể mở rộng tới bên trong đại lục màu trắng, tự nhiên cũng không cách nào nhận ra được. Đến tột cùng là loại người nào, là tà thần hay là thần nô, có thể làm cho Chiến Thần đại nhân cảm giác được bất an như vậy đây? Chiến Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt sắc bén gắt cao nhìn chằm chằm nơi đó, trầm giọng nói: thần nô bởi vì trục tâm sụp đổ lần trước đã tiêu tan hỗn nguyên, hiện tại chẳng qua là cảnh giới hoàn hư trung kỳ mà thôi. Thần tôn hiện giờ tuy rằng đạt tới quy thần trung kỳ, nhưng muốn so sánh với chủ thần còn kém 108,000 dặm. Cái người mà ta cố kỵ cũng không phải chủ thần, mà là tu chân giả đến từ thế giới tinh trần. Thế giới tinh trần ư? Vũ trụ ở nơi đó tất nhiên đều khiếm khuyết, không trọn vẹn, không tồn tại vật chất hỗn độn, cũng cực kỳ không ổn định. Tu chân giả từ nơi đó tới đây như thế nào có thể bên trong vũ trụ nguyên thủy sinh tồn? Điều này tuyệt đối không thể. Thiên Vô Thần khẳng định nói ra, thế giới tinh trần đối với vũ trụ nguyên thủy mà nói là tồn tại cấp thấp nhất. Tu chân giả từ nơi đó tới đây như thế nào có thể thích ứng với pháp tắc trong vũ trụ nguyên thủy? Chiến Thần đối với việc này cũng lộ ra vẻ có chút không thể tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt hắn không thể không tin. Người này đối với thế giới tinh trần mà nói chính là một kỳ tích. Nếu hắn có năng lực sinh tồn ở bên trong vũ trụ nguyên thủy, hơn nữa đạt tới cảnh giới như chủ thần, chứng tỏ hắn ở trong thế giới tinh trần đã là tồn tại đỉnh phong, có lẽ là trưởng cống giả của vũ trụ tinh thần cũng không chừng. Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng tu chân giả của một thế giới tinh trần không những thích ứng với pháp tắc của vũ trụ nguyên thủy mà lại còn đạt tới thực lực cảnh giới của cấp chủ thần. Điều này vốn đúng là thực là một cái kỳ tích. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.